Tiếu Ngạo Gamuta, một tựa game giang hồ mới anh em ơi. Đầu tiên là môn phái Hoa Sơn với khả năng làm siếp với cái bình hồ lô anh em ạ. Đấy, anh em thấy không? Ác liệt phết đấy. Còn đây là nhân vật in game của môn phái Hoa Sơn anh em nhá. Có hai bộ ngoại quan luôn. Anh em thấy thích bộ nào hơn? Mình thì phái bộ này này. Đấy, trông vẻ là ngầu lòi hơn đúng không? Ui, nhân vật nữ môn phái Hoa Sơn nhìn cũng được ấy chứ. Xinh tươi thực sự anh em ơi. Ui, mái tóc chất chừng rồi đấy. Thế đây là bộ trang phục mặc định nhưng anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh theo sở thích của mình nhá. Đấy, ví dụ thích tóc tím này. Úi giời, cá tính chưa? Còn đây là về khuôn mặt, anh em thể tùy chỉnh mắt mũi các kiểu con là điều luôn. Đấy, để mắt buồn này cho nhiều anh trai thích che chở nha. Mục này là chúng ta có thể xem trước một số những cái bộ ngoại quan khác anh em nhé. Wow, đẹp chứ. Tiếp theo là môn phái Thiếu Lâm với sở thích là xem sách và nuôi pet anh em nhé. Đây là ngoại hình in game của môn phái Thiếu Lâm đây anh em ơi. Ai chả có hai bộ ngoại quan và bộ này thì có thêm tóc anh em nhé. Chắc là rồng tinh dầu bưởi anh em ạ, gội đầu một lúc và tóc mọc dài nghêu luôn. Môn phái Thiếu Lâm thì không có nhân vật nữ mà chỉ có nhân vật gọi là thiếu niên đây anh em ạ, hồi còn nhỏ đấy. Ui rồi, như mắt sao trông đen thế nhở? Chắc bị cận rồi, để mình điều chỉnh cho đôi mắt khác trông nó đẹp dài anh em nhá. Tiếp theo là môn phái Hằng Sơn. Đấy, môn phái này có khả năng trị liệu tầm xa, trông giao diện khá là hiền anh em ạ. Và in game thì môn phái Hằng Sơn sẽ trông như thế này nha, cầm ô anh em ạ. Ui, nhưng mà tạo hình này trông đẹp này anh em này, trông có vẻ là giống thiếu nữ Nhật Bản anh em ơi. Tương tự như môn phái Thiếu Lâm thì môn phái Hằng Sơn này không có nhân vật nam mà chỉ có trưởng nữ với cả tiểu muội thôi. Thì đây là tiểu muội này anh em này, nhưng mà cháu bé này tốt nhất là cháu nên ở nhà nhá. Đấy, chú là chú thích chị gái của cháu hơn đây này. Wow, môn phái võ đăng trông có vẻ là ngầu anh em ơi. Ba cái kiếm liền anh em nhá. Đây, xem giao diện này xem như thế nào nha. Ồ, bộ này trông có vẻ là tông xẹt tông hơn với cái kiếm này, cùng tông màu xanh xanh đen đen anh em ạ. Nhân vật nữ của môn phái võ đăng thậm chí trông còn ngầu hơn anh em ơi. Mà chính ra môn phái võ đăng này nhiều anh em yêu thích đấy chứ. Tiếp theo là môn phái Nhật Nguyệt anh em nhé. Và môn phái Nhật Nguyệt này thì nên đi với cả môn phái Hằng Sơn, bởi vì môn phái Nhật Nguyệt này thì đang ngồi ngoài trời mưa rất to, và thật tình cờ là môn phái Hằng Sơn thì lại có chiếc ô rất đẹp. Hợp lý luôn. Giao diện in game của môn phái Nhật Nguyệt này trông cũng được cái chứ nhỉ. Yeah, ngầu phết. Nhưng môn phái này thiên về phòng thủ hơn anh em nhé. Nhân vật nữ của môn phái này trông được thực sự anh em ơi. Để mình điều chỉnh lại tóc một tí nữa là trông đẹp luôn này. Đây, mình sẽ chọn cái kiểu tóc này trông xinh gái nha anh em. Ủa, kiểu lúc nãy trông một mất một còn quá anh em ơi. Tiếp theo là môn phái Ngũ Độc thì cũng chỉ có tiểu muội và trưởng nữ rồi nhá. Trời ơi, đây là giao diện của tiểu muội in game này anh em này. Còn đây là trưởng nữ. Ủa ôi, tạm biệt Hằng Sơn với cả Nhật Nguyệt nhá. Đây gọi là môn phái gọi là xinh đẹp nhất ở trong game này anh em này. Ui, bộ skin này trông có vẻ là giống Mông Cổ nhá anh em nhở. Nhưng mà nhìn bộ này trông đẹp thực sự anh em ạ. Trời ơi, tất cả những bộ này đều không bằng cái bộ mặc định này luôn anh em ơi. Bộ này nó phải gọi là quá hài hòa luôn ấy. Tiếp theo là môn phái Hành Sơn, chuyên đi bán kẹo kéo anh em nhá. Quá, sao lại bịt mắt nhở anh em nhở? Đây này, skin này thì mắt mũi lại bình thường là sao ta? Ui, chính ra môn phái Hành Sơn này nhìn nhân vật nữ đẹp hơn này anh em này. Skin thứ hai này cũng bịt mắt luôn ạ. Áo thật ý. Thêm một môn phái nữa cũng rất thích là nuôi pet. Môn phái Đường Môn anh em nhé. Đường Môn thì chơi tay không rồi, không bao giờ cần vũ khí luôn anh em ơi. Ai chà, đây này, giao diện này nhìn chất hơn anh em ơi. Ồ, môn phái này thì cũng có nhân vật là thiếu niên, trông đã wax select thế này rồi, bảo sao lớn lên trông ngầu đét. Ôi, xin Bùi Thảo Ly. À không, môn phái Bách Đạo anh em ạ. Ui thề, quả tóc này giống idol top top vai trưởng luôn anh em ạ. Quả này lại hiền thục thế nhỉ. Khác hẳn với nhân vật cá tính bên này luôn nha anh em. Môn phái này chắc là thiên về hỗ trợ rồi, vì là kỳ môn thần y mà. Ồ, môn phái này cũng có nhân vật nam luôn nha. Xem nào. Ui dồi ôi, cũng thế luôn. Tóc cũng nửa đen nửa trắng anh em ạ. Môn phái cuối cùng đó chính là Lê Môn. Gì vậy má? Cầm thương các kiểu ngầu phết đấy chứ. Lúc nãy nhìn tưởng là Tấu Hề nhưng mà không nha anh em. Giao diện trông được thực sự nha. Xem nào, trưởng nam. Khả năng thằng này Tấu Hề này anh em này. Ô, trông cũng ngầu đấy chứ anh em. Giao diện ông này cũng trông giống kiểu Mông Cổ nha anh em nhỉ. Hiện tại thì mình đang trải nghiệm một môn phái võ đăng nha. Ấy à, skill trông cũng thần hành bách biến phết anh em ạ. Ở đây thì mình thấy có một số những cái đoạn cốt truyện ấy, nếu như chúng ta ấn bỏ qua thì sẽ không nhận được quà thần bí. Thì có lúc nào mà chúng ta ấn bỏ qua nó không hiện lên thì có thể ấn bỏ qua bình thường. Nhưng mà khi chúng ta ấn bỏ qua rồi nó hiện lên dòng chữ đấy thì anh em nhớ ấn hủy đi, để có thể là nhận thêm quà nhá. Quà thì có thể là một bộ skin đây này. Đấy, chính cái bộ này là mình nhận được từ cái phần xem hết cốt truyện đấy anh em ạ. Nhìn chung thì môn phái võ đăng từ xưa đến nay skill cũng chưa bao giờ là màu mè anh em ạ. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Nhưng mà theo mình thì môn phái võ đăng nó là một trong những môn phái mà được lựa chọn nhiều nhất nha anh em. Do là có khả năng sức sát thương gây ra rất nhiều. Đấy, anh em thấy chưa? Chiu. Và ở trong tựa game Tiếu Ngạo này thì môn phái võ đăng lại là có thể đánh xa được nha anh em. Ảo phết anh em ạ. Hiện tại là mình đang đi phó bản, thế cho nên là có một số đồng đội nó đang hỗ trợ mình đánh con boss nhá. Ui, ulti tuyệt kỹ của mình đấy. Anh em thấy được không? Wow, ngầu phết nhờ. Tiêu diệt nó đi.
Ua, cũng có nhiều skill đánh toàn thể phết để có thể là farm quái khá ngon. Ok, múc luôn. Đấy anh em thấy không, trong đội hình của mình có đến hai anh em mà chơi võ đàng. Mình biết ngay mà, kiểu gì những tựa game kiếm hiệp giang hồ như này thì võ đàng mới là một trong những môn phái nổi tiếng. Nhưng tất nhiên là các môn phái khác thì nó cũng tùy vai trò, cũng như là nó sẽ không có sự chênh lệch nhau quá nhiều. Nên anh em thích môn phái nào thì cứ lựa chọn môn phái đấy, quan trọng cứ nhìn thuận cái mắt là được anh em ạ. Mình thấy trong này thì có rất là nhiều những bộ ngoại quan nha anh em. Đây là về y phục này. Ây à, trông cũng ngầu ấy chứ. Ui, bộ này trông được nhỉ. Không biết là tham gia sự kiện gì thì có thể là nhận được bộ này ta. Đây, bộ này nữa này anh em này. Wax Slash nhỉ. Thêm hai thanh kiếm đằng sau nữa anh em nhé. Tiếp theo là về dị dung. Có thể thay đổi được tóc tai, khuôn mặt các thứ này anh em này. Đấy, nó kiểu kiểu như này này anh em này. Xài đi bộ với nhau trông cũng được ấy chứ. À đúng rồi, để mình xem thêm về quả thú cưỡi anh em nhé. Gấu trúc này. Em gì đây? Mèo à? Ủa? Ô, không có nhân vật để xem thử xem con lợn ấy nó đẩy mình như thế nào nhỉ anh em nhỉ? Hề hước thực sự nha. Em gì đây? Ủa? Báo à? Ây à? Sư tử luôn này anh em ơi. Em gì đây? Ủa, cũng sư tử luôn. Tức là nó sẽ phân chia theo. Ví dụ như là sư tử thì cũng có rất là nhiều loại sư tử. Rồi thì cá thì cũng có rất là nhiều loại cá này. Rồng thì cũng có rất là nhiều loại rồng luôn này anh em ơi. Ủa? Con này trộm được phết anh em ạ. Và đặc biệt là còn một số những cái con thú cưỡi mà nó có dòng chữ tuyệt phẩm đây anh em nhé. Thì chúng ta phải tham gia một số những cái sự kiện ví dụ như là đạo võ thánh này. Đấy, hạng 2 một giải mới thì sẽ có. Đây là hạng top 4 thì sẽ có này. Còn em này thì là phải top 1 mới có. Trong này thì mình thấy có một số con rất là ngầu. Ví dụ như là con này. Ủa, anh em thấy nào, to vãi trưởng luôn anh em ạ. Thứ hai nữa là con này. Mình thích cứ phải màu đen trông nó ngầu lòi anh em nhé. Và con thứ ba chính là con này anh em ạ. Ui dồi, kinh khủng chưa? Tiếp theo là tính năng hiệp khách trợ chiến. Thì mình cũng thấy rất là nhiều nhân vật xịn sò luôn. Đấy, em thấy chưa? Mặc dù là chưa mở được nhưng mà nhìn đây trông chất vãi trưởng anh em ạ. Khi nào thì chiêu mộ được thì cái hiệp khách này nó mới sáng lên anh em nhé. Tuy nhiên là cho anh em xem một số những hiệp khách trông rất chi là khủng khiếp anh em ạ. Đấy, chất đâu? Ui dồi, nó cứ phải gọi là perfect anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái hoạt động truyền thụ võ nghệ tí nhỉ. Thấy có XP ưu tiên làm để còn tăng cấp anh em ơi. À, hoạt động này là ngồi tu anh em ơi. Chỉ cần tu ở trong cái vòng này này là mình sẽ được nhận XP anh em nhé. Nhưng mà tối đa thì mình sẽ chỉ nhận được 43.200 XP mà thôi. Ai chà, thế này thì giai đoạn đầu có vẻ như là sẽ lên cấp nhanh, nhưng về sau thì cũng hơi căng thẳng ấy nhỉ. À, trong lúc ngồi chờ tu luyện thì mình sẽ cho anh em xem cái con khỉ, con thú cưng đi theo mình nhá. Tô Ngộ Không này. Đấy, ở đây là vé ngoại quan thú cưng. Cách nhận xem làm nào. Tiệm cống hiến cũng như là thương hội. Để mình xem nào. À, cái này thì cũng sẽ cần phải mua bằng vàng không khóa. Thì vàng không khóa đây hiện tại là mình đang ở trong bản test ấy, cho nên là người ta cho tận 7.000 vàng không khóa cơ. Thế thì mình sẽ mua hai vé đi. Mua luôn. Ôi, 2 trên 12 á. Ôi vãi. Mình cứ tưởng là hai cái. Hóa ra là cần tận 12 cái vé cơ. Mua thêm 10 cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mua. Thế là mình tốn 240 chân bảo để có thể là sở hữu được em Wukong này nha. Mở khóa luôn này. Ui xài. Được luôn. Wax Slash nhỉ. À, cái chỉ số con này nó sẽ chuyển 10% cho nhân vật chính của mình anh em nhá. Ô, nhưng mà ở đây mình có thể xem được các loại thú cưng khác này. Miêu giáo chủ, tiểu ngư, rồi phúc tiểu tinh. Chân là con xịn xỏ hơn đấy. Ngân điệp này, gấu mèo nhỏ này. Ê à, cầm cái nỏ luôn anh em ơi. Rồi, xem con gì hot hit đâu. Ủa, con này giống trong Kung Fu Panda ấy à. Sói đại sơn này. Ừ, con này trông hay ấy. Áo ấy. Uầy, cáo này. Ô, gấu hoa này. Tuyệt hình. Ừ, con này trông lạ đấy. Trông kiểu Lego vậy. Cực phẩm thế nào? Uầy, võ tôn giả luôn. Đây. Chà, ác liệt thế. Uầy, tham lĩnh ngưu ma. Con này trông ngầu ấy chứ. Rất nhiều ngoại quan luôn. Ai chà, càng đét đèn đẹt luôn. Để mình xem võ tôn giả ngoại quan như thế nào nhé. Quả cuối này trông chất nhờ anh em nhỉ. Được cái chứ. Ok, thì anh em nào thích một tựa game với lối chơi là nhập vai bôn ba hành tàu giang hồ thì tải tựa game Tiếu Ngạo Gamuta này về chơi cùng với mình nhá. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!